Ok, chào các bạn ạ. Bài học trước là mình đã hướng dân các bạn sử dụng là lệnh là paranormal rồi. Hôm nay mình tiếp tục sử dụng phương pháp đó chính là phương pháp Palana Profile này ha. Về nó dựa trên cái đường dẫn của mình thôi. Profile là dựa trên cái đường dẫn mà. Rồi ok. Các bạn đầu tiên là các bạn chọn cho mình cái con dao đã. Rồi ok, chọn là grid tool này. Rồi, ok, bạn tạo thêm cho mình cái hốc dao ha. Hốc dao số 2 đi. Bài trước là mình sử dụng con hốc dao số 1 rồi. Ok. Rồi. Ok. Rồi. Đây tạm thời bạn tạo cho mình con dao. Con dao Enmil đi ha. Dao Enmil. Ok. Dao Enmil D16 chẳng hạn. D16 đã. Ok. Rồi. Cho nó ra 16 này. Ok, tạm thời là mình không cho bán kính ha. Các cái thông số như tool number này, thông số này ha, thông số này luôn luôn là nó đi kèm với là thông số con dao ha. Ok này, rồi rồi mình chọn lại cho các bạn xem này, viết tool này, chọn là pocket 2 này. Ok, đây là D10 này, D10 này. Ok, à D16 này. Ok, kính là 16 này. R tạm thời không có R ha. Này, các tool number nó dựa trên cái hốc dao của bạn đã tạo này. Chọn cái holder này. Những cái ấy là mình nói rất nhiều rồi. Ok. Holder này. Milling này. Ok này. Rồi. Tạo cho nó một cái cán dao bất kỳ đi. Display đến. Để thể hiện ha. Rồi ok. Rồi ok. Như vậy là mình đã tạo cho nó cái con dao ha. Đây, dao này. Dao hốc dao số 2 này, thấy không? Yeah, ok. Rồi, mình chuyển qua mục geometry view. Rồi bạn xổ xuống cho mình là grid operation này ha. Hoặc là bạn chọn là kích phái này, cho là insert này, chọn là operation cũng được, không khác gì cả. Rồi ok, bạn chọn cho mình nó kiểu là Palana profile ha. Ok. View này chọn con dân ra mình vừa tạo này. D16 này. Phôi là cục pit này. Metal nó chính là đi tinh luôn. Đi tinh luôn. Rồi ok. Đây là các cái thông số thì mình cũng chọn tương tự như bên kia thôi. Có một spatial part boundary, đây chính là chọn cho nó cái đường biên. Đường biên là dựa trên các cái đường cơ ha. Ok, đường cơ. Rồi ok, bạn chọn là tăng dần cơ này. Bây giờ bạn muốn thay cái bề mặt bên ngoài thì bạn chọn cái đường cơ phía trên này ha. Ok. Chọn là tăng dần cơ này. Rồi ok. Thì ở đây chú ý cho mình, với học trước mình đã nói là inside rồi. Inside là phía trong, outside là phía ngoài. Chú ý in là trong, out là ngoài, out giống như kiểu out ra ấy. Thì ở đây bạn chọn cho mình là outside á, mình phay phía bên ngoài, cái đường biên này mà. Rồi ok, như vậy là mình đã chọn xong cho nó cái biển đường biên ha. Này mình có thể soi đây này, display này, thể hiện này. Rồi ok, ở đây một blank boundary, đây chính là cái bề mặt, đáy của nó, không phải bề mặt đáy, đây chính là cái bề mặt để nó là tự động tính toán cho bạn. Thì những cái trường hợp khác thì bạn phải đo cái chiều cao này này, xem bao nhiêu để mà thiết lập cái chiều sâu cắt cho nó. Thì ở trong này bạn không cần, bạn chỉ cần chọn là cái boundary, blank boundary này, chọn bề mặt dưới này này, thì nó tự động tính toán cho bạn ha. Đây, soi lên này, đấy ok chưa, khá là đơn giản. Rồi sau đó cái bề mặt check này thì tạm thời bạn không cần ha, này cái đường biên giới hạn thôi. Rồi tương tự ở mục trim này cũng thế, nó ngắt quãng cái vùng cắt của bạn, không cần ha. Rồi ở mục này thì bạn chọn cho mình cái mặt đáy nhé, floor, mục đó là mặt đáy đấy. Ok, floor này. Ok, rồi tool bạn xổ xuống, dao là bạn đã chọn rồi ha, bút các cái thông số này, tool channel này. Ok này, setting. Rồi tool sheet bạn chọn cho mình là ZM cộng này, và setting là thiết lập các cái thông số cắt này, chọn phương pháp là editing này. Đây bạn có, ngoài ra bạn có thể tạo thêm này hoặc là edit này. Rồi đây cái part stock này, đó chính là cái lượng dư, so với cái thành và cái bề mặt đáy này. Thì ở đây bạn để cho mình bằng không nhá. Ok, đó là cái thông số cắt trong này nó cũng có này. Đây bạn chọn ngoài thì khỏi, gần trong, có bên ngoài thôi. Ok, không có gì cả. Mục deep cut này bạn gọi là confinement ha. Ngoài ra là có cái thông số như là low only các cái kiểu ha. Thì ở đây bạn chọn cho mình là confinement thì nhập số ha. Common thì là nhập chiều sâu cho mình mỗi lần cắt là một thôi. Ok, common, đây chính là cái chiều sâu đấy. Thì
Bạn chỉ cần đặt cho mình là mỗi chiều sâu mỗi lớp cắt là 1 thôi ha. Tại vì nếu mà bạn cắt sâu á thì cái thành này vì đi tinh luôn mà. Đi tinh thì cắt mỗi lớp cắt nó giảm xuống ha, nhỏ thôi. Tại vì là cái bán kính này, cái vòng uốn lượn này, bạn mà đi nhanh thì nó dễ bị là trời xước hoặc là bị cái lưỡi nó đi nhanh thì phôi nó bị bắn ra thì làm ảnh hưởng đến cái chỗ này này. Tinh ha. Rồi, ok, cứ tinh parameter thiết lập này. Các thông số ở đây là cắt thuận cắt nghịch này, cắt theo deep cut này, deep fit này ha, cắt theo các lát cắt bằng nhau. Ví dụ như 10 thì nó cắt là 10 nhát bằng nhau. Ok, stop cũng dư. Ở đây là đưa hết vào không nhá, đi tinh luôn mà. Rồi, không sai, 0.03. Thường thì bên đây nó ra là 0.01 cho mình. Không sai. Như thường là phần 2D này, cái này là không quan trọng. Nó hầu như là không có ý nghĩa gì luôn đấy. Nhưng mà bạn cứ thiết lập cho nó. Không sao cả. Ok. Còn nớt đó chính là các cái góc. Thì bạn chọn cho mình là round, round này ha. Đây chính là bo này, thấy không? Bạn thấy các góc bo còn hai cái dưới, thấy không? Thì nó là trim, trim theo kiểu giống như kiểu champer của cái ten này, nó đi thẳng luôn. Không cần ha. Rồi ok. Mu. Mu thì bạn các cái thông số thiết lập là check về mặt an toàn do với dao và cán dao thôi. Ok, con diamond này bạn tích vào cái mục check này ha. Đây chính là lúc mà cái cán dao nó bị đâm vào phôi này này. Ví dụ như con dao của bạn ngắn luôn, cái khoảng này ngắn luôn và nó bị đâm cái cán dao nó văng vào đây thì nó báo. Ok. Rồi, tích ok cho mình. Rồi, mục nâng cố tình mu thì bạn cũng thiết lập các cái thông số tương tự thôi. Một số thông số tương tự. Đây. Ví dụ như là đây đây là cái góc hồi nãy là mình cũng đã nói rồi. Ở đây bạn đặt cho mình bằng 2 ha. Cái này là cái góc vào dao thôi. Góc vào dao ha, tại vì mỗi lần đâm xuống này này, góc nhỏ thôi. Nếu mà đâm trực tiếp vào dễ gãy gì gãy dao rồi gãy mà đây còn đục vào phôi nữa là mệt. Rồi ok. Cái này là chiều dài an toàn so với bề mặt. Ok. Và đặt các thông số, nên là thông số ra dao ha, ra dao theo kiểu vòng cung này. Ok, các cái thông số này, góc này. Ra dao theo kiểu 90 độ này. Rồi ok, ra fit, một tình ok bỏ qua. Mu thì bạn tích vào cái này cho mình. Avoid đen thì cái này là luôn luôn. Chọn ra một khoảng. Đây bạn đặt cho mình là cái khoảng an toàn đó là phôi là dày 20 thì bạn đặt cho mình là 70 nhé, cộng thêm khoảng 50. Ok, tương tự start pole này, chọn là một khoảng bằng cộng với 50 đó là 70 nhé. Ok, 70 đó chính là cái điểm pole an toàn đấy, là điểm lúc mà giao giao dừng đấy thì nó nằm ở trên này. Ok, mục trend ra fit thì chú ý cho mình là chọn là plane, đó chính cái bề mặt an toàn mình đã thiết lập cho nó rồi. Ở mục between region thì tương tự bạn đưa về direct ha, direct cho mình ha. Tương tự mục within region bạn chọn cho mình là direct, đó chính là nó lùi dao tại cái khoảng là bề mặt an toàn rồi. Chọn nó cái tốc độ cắt, tốc độ cắt ở đây chỉ tầm cỡ 1.500 á. Ok, tính calculation để tính toán rồi. Ok, rồi về general để tính toán được dây dao rồi. Đây bạn có thể mô phỏng ở đây, tạm thời mình mô phỏng 2D trước ha, mô phỏng 2D để xem mình dây dao nó trước ra fit rồi. Ok, xem tốc độ chậm chậm để xem cái khoảng lùi dao nó như thế nào đấy. Nó đưa dao vào này, đưa dao vào ha. Đấy, cái khoảng an toàn là chính cái khoảng bằng 10 này, thấy không? Cái khoảng bằng 10 này chưa. Ok, bây giờ nó đi dao này, nhát thứ nhất rồi, nhát thứ nhất đấy, nó đi khá là đẹp ha. Rồi đây thì mình chậm thôi, nó chậm đấy mình. Đây nó đi cắt một vòng thì nó sẽ lại rút dao ra, rút dao ra ha. Ok, bây giờ nó rút dao ra này, rút ra rồi lại nó lại đâm vào đấy, thấy không? Đấy, mình giảm cho nó cái góc là 2 độ là nó ok rồi, nó ổn rồi. Góc ra dao xuống dao nó nhỏ xíu rồi. Ok, đây bạn có thể tăng lên cho nó nhanh xíu, lát luôn rồi. Rồi ok, ở đây bạn chọn mô phỏng 3D ha, đưa về hướng nhìn ISO này. Rồi đây bạn chọn là tốc độ nhanh xíu này. Đấy, ok, khá ổn ha. Rồi đường dây dao khá đẹp.
Rồi, ok. Đấy, thế là mình đã giới thiệu cho các bạn xong ha. Rồi ngoài ra mình có thể hướng dẫn các bạn là post này. Post thì nó cũng khá là đơn giản thôi, bạn kích phái chọn là bạn chọn vào cái chu trình bạn muốn post, hoặc là bạn chọn cá này, bạn chọn cái cục bit một, bạn kích phái là post cho cả hai cái chu trình này, hoặc là bạn muốn post cho một cái chu trình nào đó thì bạn kích phái này, chọn là post project này này, hoặc là bạn chọn hai cách nha, có hai cách, kích phái chọn là post này này, hoặc là bạn chọn cho nó sáng lên rồi bạn chọn là post trên này cũng được, hai cái này y nhau chẳng có gì khác cả. Rồi đây bạn chọn cho nó là file 30 này, file 30 ha. Ok, ngoài ra có 40 này, tiện này, 20, 20 các thứ này, ok chọn là 30 này. Rồi cái này là ô lưu này, rồi bạn có thể chọn cho nó cái ô lưu là nơi lưu thôi, nơi lưu và lưu là desktop chẳng hạn. Rồi ok, đặt tên này. Đấy, ok. Rồi, ok, bạn up đi để xem thử. Đấy, là cái post này, thấy không? Post chương trình ở đây bạn chỉ việc là copy cái này và paste vào máy CNC của mình là nó chạy thôi. Đây, copy. Chu trình khá là dài ha. Đấy, chỉ việc copy và paste vào thôi. Khá là hay ha. Đấy. Nó nhảy từ 10 này, bước nhảy của nó là 10 này, 10, 20, 30 bước nhảy của nó thôi. 10, 5, 4 rồi đấy, các cái thông số này. Lúc nãy là mình đặt cho nó con dao hai, thấy không? Là T2M6 này là con dao ấy, ok, thấy không? Khá là đơn giản. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn là post chương trình ha. Và bạn có thể lưu lại hoặc là copy không cần thiết. Rồi, cơ bản là như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại.